Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bố con mình nhá. Hôm nay mình sẽ cho các bạn nhỏ tờ 50k này các bạn ạ, để đi mua tất cả những cái đồ ăn vặt mà siêu cay luôn, để về cho các bạn nhỏ thưởng thức các bạn ạ. Nên là bây giờ là sẽ đưa 50k này để cho các bạn nhỏ đi mua cái đồ ăn vặt cay đấy về để ăn nhé các bạn nhá. Bây giờ sẽ cho các bạn đi mua cái đồ đấy về để cho các bạn nhỏ thưởng thức nhé các bạn nhá. Nào, bây giờ sẽ đi để mua. Đi, mở cửa ra nào, để đi nào. Đi. Nào đi. Đây này, hôm nay bạn Lấm còn chuẩn bị luôn cả một cái xe đẩy này để mua đồ ăn. Đi. Chậm thôi, chậm thôi. Thời gian video có hạn nên là cái lúc mà mình và các bạn nhỏ đi mua đồ ấy thì là mình đã bỏ qua cái video đấy nha các bạn nhé. Bây giờ là bố con mình đã mua đồ xong và về để thưởng thức nha các bạn nhá. Đấy, đi nào, đi về để thưởng thức nào. Đi rồi, đi vào đi. Đấy này, bạn Lấn mở cái xe hàng này ra để xem này. Đây này, rất nhiều đồ luôn. Rồi đi vào. Đi vào thôi. Đi vào thôi. Vạch cô. Rồi mang đây. Đấy. Rồi, đóng cửa lại. Mở xe hàng ra. Mở xe hàng. Rồi từ từ để bày hết ra đi. Đây này. Đây, chỉ bày ra. Chỉ có 50k thôi mà mua được rất nhiều đồ luôn các bạn ạ. Ngồi xuống để thưởng thức nào. Đây ra Hưng ngồi dịch ra. Đấy. Ngồi đây. Nào. Cái tôm. Các bạn là ăn cái gì thì các bạn là. Các bạn ơi, cái này là ấy lợn. Đây này, lợn. Toàn các đồ ăn vặt siêu cay đúng không các bạn ạ? Hôm nay cho các bạn nhỏ thưởng thức những cái món đồ ăn vặt siêu cay các bạn ạ. Đấy. Rồi nào, bây giờ bóc ra để thưởng thức đi nào. Cái này nha, cái này. Đúng rồi. Bóc ra để thưởng thức đi. Sẽ ăn được. Ra Hưng bóc ra để thưởng thức đi. Bóc gì này? Anh cái gì này? Mùi thơm. Ô, con không mời các bạn à? Mời các bạn ăn nha. Ngon thế nhở? Ra Hưng bóc được chưa? Ôi trời ơi, nhìn nè. Thôi nhìn nè. Ngon. Con không lấy được cậu. Không lấy được à? Anh em lấy á. Bóc vào. Ôi trời ơi, đây này. Bạn gạo này. Còn đang thấy các anh ăn này đang vào này. Đấy, đâu dơ lên cái đồ ăn của các bạn lên xem nào. Con trai em ăn nhé. Ngon lắm. Tuyệt vời. Anh đi ơi, cho em thử một miếng được không? Thôi. Ăn đi, thưởng thức đi xem nào. Cái đấy cay không? Úi dồi, Gia Hưng này. Bạn Gia Hưng bạn ăn này. Cái này cay lắm đấy, tí toát được mùi đấy. Không cay đâu mà. Ngon không? Tuyệt vời. Ngon đấy rồi. Hôm nay cho các bạn là chỉ có 50k thôi nhưng mà mua được rất nhiều cái đồ ăn vặt ở đây các bạn ạ. Các bạn ơi, cái này không cay lắm đâu, nó ngon lắm. Tưởng nó đắt mà nó rẻ, là cứ mua một gói này tính ra cũng chỉ có vài nghìn thôi các bạn ạ. Chứ không đắt đâu. Mình mua chỗ này hết đúng 50k luôn. Đấy, như cái gói này nhìn thế thôi nhưng mà có mấy nghìn thôi. Các bạn ơi, cái này không cay lắm đâu, hơi cay cay thôi. Cái 4k. Ngon có con tteokbokki này. Mực này. Lem đồ. Ngon nhỉ. Để quay tâm. Các bạn ăn xong rồi để gọn vỏ vào nhá. Còn nữa các bạn ơi. Cái này ngon này. Còn nữa là khoảng 1 con cái này. Đây là bạn Tít Béo, bạn Gia Hưng. Úi dồi ôi, bạn ấy ăn. Đấy. Bạn đem nó qua trong. Ngon quá nhỉ. Không cay. Đấy, hôm nay
chỉ với 50k thôi mà cho các bạn nhỏ ăn thoải mái luôn. Thảo Phanh, Thảo Phanh hết đà luôn. Đây là đồ tờ. Một bát chén của chén của gì? Của gì à? Tàu. Của tàu. Thế à? Vâng. Đây là ngay ở trường bán là của trường con, ở cổng trường không bán nhiều. Ừ. Nhưng mà ngon. Có biết là có ngon không? À chưa hết. Nó giống như thế này không? Em cho em miếng. À. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Ăn hết rồi ăn cái khác. Nhá. Trời ơi, nhai à, nhòm 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 nó xem nào. Ui, tít béo lại ra hưng này. Ui, ăn xong mồ hôi một kế nhễ nhạ. Ăn nhỉ. Ngon đi cắn đâu ấy. Bé so từ bạn so từ cắn một miếng ăn kiểu ngon lành bánh phở nào. Đấy ạ, bánh phở ra. Ăn được cái nào. Bà cháy một chết luôn. Ngon bá cháy luôn cơ à. Sướng nhờ. Đúng rồi. Đây này. Bé gạo nhỏ nhất nhưng mà vẫn cứ muốn tham gia ăn. Cái này cay lắm. Trời ơi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi, ăn cái khác con. Ăn cái này này. Ăn đi. Ừ. Ăn cái này. Đấy. 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 Ăn chia nhau ra. Chia nhau ra, chia nhau ra. Ở đấy, cho bóc ra cho anh. Chia nhau ra ăn, ăn cùng nhau. Để gần gần nào. Chia nhau ăn nữa. Đấy, để ra cùng nhau ăn. Mỗi người một miếng. Ngon mà, cay cay như có nước chưa? Nước bên cạnh rồi. Úi dồi ôi. Mỗi một miếng. Này bạn lấm cay quá là phải uống thêm nước. Làm đưa ra hưng đi. Xò đưa ra hưng đi. Đấy. Cái này uống thêm nước vào. Úi dồi ra hưng phải uống nước vào đi. Cay rồi ôi, cái này đồ ăn cay mà lại. Bố ăn chả thấy cay. Thế à? Anh Lý ơi, cầm mấy ăn đi. À, bạn là Gia Hưng, bạn ấy ăn. Úi dồi, bạn ấy ăn. Cái hết cay luôn. Úi dồi, ngon thế nào. Tao là em còn mẹ ạ. Ngon. Ngon quá các bạn. Mấy đứa này nó ăn tốt thật đấy. Nhưng mà không biết là có ngon nhỉ? Đâu sò thử cho bố miếng à? Ngon không bố? Cái mùi vị nó ăn những kiểu gì ấy? Ơ, kể con chứ cậu. Có cái này nữa các bạn. Cái này nó như kiểu là cái gì? Tteokbokki ạ. Cái này là tteokbokki á? Đúng ạ. Dài này cũng tteokbokki á? Vâng. Ôi giời, dài thế nhỉ. Ngon. Sao mày rau nhiều thế? Ngon lắm. Ngon lắm. Nhờ. Nhưng mà nó hơi cay đấy. Ê, các bạn ơi. Các bạn nhỏ ăn cay rất tốt. Vòng vòng này này, cay á. Không ăn được. Ăn đi chứ. Còn hết là chịu thua à? Ngoài cho ăn đã đời luôn. Bạn nào xem bạn nào ăn giỏi. Nên cái quan tâm này ngon lắm các bạn. Cái này mới ngon rồi. Thế gạo không được ăn miếng nào hả con? Ăn miếng này không? Cái không cay. Các bạn ơi đây làm đi. Dài lắm. Không biết đang mới làm. Đây đây để bóc. Úi dồi à. Ôi. Con thích ăn cái này. Cái này của em. Được rồi, ăn chung, ăn chung. Nhiều mà ăn chung. Cái này nhiều mà ăn chung. Hết ra để vỏ ở đây. Nhá. Mỗi người. Đây này. Bé gạo này. Đây. Đấy. Bé không cay luôn. Ngon lắm. Trời ơi. Nào, Gia Hưng chén đi như nào. Gia Hưng ăn như nào. Gia Hưng cho mồm nhai cậu xem nào. Úi dồi, sướng thế nhờ. Úi dồi, Gia Hưng. Dài quá. Dài quá rồi. Ngon nhá. Úi dồi, này. Úi dồi, bạn gạo này. Mấy gạo này. Mấy gạo ăn đi. À, mấy gạo ăn ngon không? Nem tôm. Đoạn là lấm ăn nem tôm. Úi dồi, Gia Hưng cày. Úi, Gia Hưng cày. Úi dồi ôi. Cày quá. Cày chưa? Kiếp chưa? Mày cho lá vào chưa?
quá là cay luôn. Ăn nhiều nó cay đấy. Trời ơi, phê. Tao cho không có cho là nữa. Chia nhau chứ. Chia nhau ăn. Đấy, sò đưa cho anh ăn được chứ. Ăn hết đi chứ. Đó này. Anh kia ăn không? Ăn đi. Úi dồi, cay. Anh kia ăn cơm cay. Vòng cái này. Đâu rồi, kít đâu ăn vòng này. Úi vòng dài chưa? Úi đây này. Xoắn lại này, đây này cho mọi người xem này. Úi dồi, quắn lại này. Kinh chưa? Các bạn ơi. Quắn lại này. Cái này là cái dây run à hay cái gì không biết? Vòi rồng ạ. Vòi rồng. Vâng. Kinh. Các bạn ơi. Cái nem chua mà mình ăn 6 cái xem này nó đã hết rồi. Anh kia cho em miếng. Nói chung là cái này chỉ ăn vừa thôi. Có hiểu không? Ăn vừa thôi chứ. Ôi, ăn giỏi quá nhỉ. Các bạn nhỏ, các bạn thấy không? Các bạn nhỏ nhà mình ăn cái đồ cay này giỏi không? Đấy, quắn phát mà gần hết luôn. Bánh bánh chua đẳng cấp luôn. Bánh chua luôn. Nhờ. Thế mà cay rồi. Chứ kiểu làm miếng ăn. Tuyệt vời chưa? Rồi. Rồi. Mỏi miệng quá cậu ơi. Nhai nhiều mỏi là đúng rồi. Rồi ôi. Lem tôm ngon lắm. Vâng. Này. Đây là lem tôm này các bạn ơi. Giờ bố ăn nem tôm đậm muối hơn gì đây? Thưởng thức lem tôm. Ngon nhỉ. Đây để cho bố một cái. Nem tôm đậm muối này. Đâu, vô nha. Đây đậm muối luôn ạ. Nem tôm đậm muối. Cay quá. Thưởng thức nem tôm nhá. Tuyệt vời luôn. Không tranh nhau. Ồ cay. Các bạn ăn cay và các bạn tranh nhau. Ngon. Nem tôm. Cay quá. Vậy mình sẽ ăn một cái một thôi chứ cay quá. Cay nhờ. Ngon. Đấy. Ngon. Đấy. Đấy các bạn làm ăn cái đồ ăn vặt này siêu cay này mà cũng hết rồi các bạn ạ. Đây coi như còn mấy miếng nữa thôi. Còn cái này. Các bạn là xem video của bố con mình thấy hay thì hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ở phía bên dưới này nhá các bạn nhá. Đấy, chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết nha các bạn nhé. Có ra đâu có chẳng có cái quá. Không phải chịu chứ. Cái quá. Ra hương cay. Thấy chưa? Cái quá. Ra hương cay. Ra hương cay. Cái ngon. Rồi, cay các bạn nhỏ ăn xong rồi các bạn cay các bạn ạ. Đấy. Thôi nào bây giờ các bạn chào đi để còn kết thúc đi chứ ăn xong hết rồi cay ai cũng mồ hôi một cái nhễ nhại các bạn ạ. Đấy. Các bạn thấy video này hay thì nhớ ấn like, share và đăng ký kênh này nhá các bạn nhá. Đấy để ủng hộ cho kênh của bố con mình được nhiều người biết đến nhá. Bye.